Em phải làm như vậy vì anh rất đáng chết. Đã từng có một cuộc tình yêu chân thật phô bày trước mặt của anh. Anh không biết tôn trọng nó. Đến khi mất đi, anh đang đã quá muộn rồi. Sự đau khổ này trên thế gian không có gì hơn được nữa đâu. Nếu mà trời cho anh cơ hội lựa lại một lần nữa, thì anh sẽ nói với cô gái đó ba chữ này: anh yêu em. Sao không là ta có những lúc thường ngày, sao hôm nay anh buồn vậy? Vì có những nỗi niềm lặng thầm. Thôi xin em đừng nặng tâm. Vậy coi như mình không thể sống chung, là sự chia ly của nhau trong đời người. Thì em yêu thương hay hay cứ vui, để mai đây em nhớ lại chờ cười. Mình sẽ bên nhau và muốn kiếp sau, hay sẽ không biết nhau. Tiếng là sỏi đá thì cũng phải biết đâu, yêu thương làm gì anh không luyến tiếc đâu. Biết có không em mình sẽ lại tương phùng, tái ngộ bên trong hình hài khác. Gặp nhau nhưng mà chỉ cảm thấy lòng mơ hồ, mang máng như lời một bài hát. Có biết không em từ những sai sót đó, anh chỉ mong em gặp được ai tốt số. Người sẽ rước em bằng những giá mây hồng, mà không phải thay lòng vì một ai chót nhớ. Hay phần trời ta phải cứ vâng lời, em sẽ chờ đến một kiếp luân hồi. Để mà tìm nhau tự nhiên như cảm hứng, đòi hòa vào nhau như một sự phản ứng. Hay lúc đó mình sẽ không nhận ra, vì từ đâu em ơi như phần mà. Anh sẽ cố nhớ em từng là ai đây, từ cử chỉ giọng nói từ chi tiết. Hay là sao trời mây trắng hoặc mùa thu, hoặc phiêu linh trong anh mỗi khi viết. Nếu là thánh thần anh biết mình toàn năng, người sẽ giới hạn cuộc tình này đến 10.000 năm. Người tình hơi sớm có mấy lúc biết phải chia ly, dù buồn đau cũng chẳng thể giúp ta giải quyết gì. Càng nhận nhau quá từng nhịp thở. Lê đôi chân anh đi tìm gì ở cuối chân trời, chờ đợi điều diệu kỳ để mình mang kiếp luân. Xác thịt này một lần được mang, thôi anh không hờn trách mà vì đời người vốn dĩ là hợp tan. Mình lỡ làng đến khi vàng kiếp, em ơi xin hãy là những gì hiện hữu. Em sẽ lại đến và rồi sẽ lại đi, anh vẫn kể lại những câu chuyện cũ. Rằng mình ngây thơ thế nào, ngu ngơ đến cười, muốn mấy này đến người và người chồng. Để tay bế vào bồng, đưa bé đồ lòng với chúng ta đối lại mặt trời hồng. Nếu với một nhà cả mong mình đơn giản, sáng mỗi ngày em cài cho khuyên áo. Ra trước hiên em rót một cốc trà xà vào lòng nhau ngắm dòng đời huyên náo. Hay là bờ cát và tiếng sóng dần mang, em có nghe thấy lớp nhỏ cười giòn tan. Em muốn ở đâu khuất sâu nơi địa đàng, hay là một căn nhà ở trên chốn đồi hoang. Vòng luân hồi làm người ta mệt mỏi, con rồi đời sống này khỏe hơn. Làm người nội trợ cực nhọc đi ít nhiều, vì anh muốn nuôi mèo nhà có cả trẻ con. Mà đúng phải lẽ ra anh có trách nhiệm trưởng thành vươn cao cho gia đình dựa bóng. Dẫu sai lầm thì vẫn là kết quả của thời thanh niên mình chàng trẻ nhựa sống. Cũng chẳng mơ tình đẹp như vườn hồng sẽ úa tàn vào vàng chẳng mấy lâu. Anh chỉ mong mình sẽ mãi trường tồn, để nghìn đời vẫn muốn tìm thấy nhau. Em phải làm như vậy vì anh rất đáng chết. Đã từng có một cuộc tình yêu chân thật phô bày trước mặt của anh. Anh không biết tôn trọng nó. Đến khi mất đi, anh đang đã quá muộn rồi. Sự đau khổ này trên thế gian không có gì hơn được nữa đâu. Nếu mà trời cho anh cơ hội lựa lại một lần nữa, thì anh sẽ nói với cô gái đó ba chữ này: anh yêu em. Sao không là ta có những lúc thường ngày, sao hôm nay anh buồn vậy? Vì có những nỗi niềm lặng thầm. Thôi xin em đừng nặng tâm. Vậy coi như mình không thể sống chung, là sự chia ly của nhau trong đời người. Thì em yêu thương hay hay cứ vui, để mai đây em nhớ lại chờ cười. Mình sẽ bên nhau và muốn kiếp sau, hay sẽ không biết nhau. Tiếng là sỏi đá thì cũng phải biết đâu, yêu thương làm gì anh không luyến tiếc đâu. Biết có không em mình sẽ lại tương phùng, tái ngộ bên trong hình hài khác. Gặp nhau nhưng
thái lòng mơ hồ mang máng như lời một bài hát. Có biết không em, từ những sai sót đó anh chỉ mong em gặp được ai tốt số. Người sẽ rước em bằng những dải mây hồng mà không phải thay lòng vì một ai chót nhớ. Hay phần trời ta phải cứ vâng lời, em sẽ chờ đến đến một kiếp luân hồi để mà tìm nhau tự nhiên như cảm hứng, đòi hòa vào nhau như một sự phản ứng. Hay lúc đó mình sẽ không nhận ra vì từ đâu em ơi như phần mà anh sẽ cố nhớ em từng là ai đây, từ cử chỉ giọng nói từ chi tiết, hay là sao trời mây trắng hoặc mùa thu hoặc phiêu linh trong anh mỗi khi viết. Nếu là thánh thần anh biết mình toàn năng, người sẽ giới hạn cuộc tình này đến 10.000 năm. Người tình hơi sớm có ngay lúc biết phải chia ly, dù buồn đau cũng chẳng thể giúp ta giải quyết gì. Xin hãy là những gì hiện hữu, em sẽ lại đến và rồi sẽ lại đây. Anh vẫn kể lại những câu chuyện cũ, rằng mình ngây thơ thế nào, ngu ngơ đến cười. Muốn mấy này đến người vợ người chồng, để tay bế và bồng đứa bé đồ lòng với chúng ta đối lại mặt trời hồng. Nếu với một nhà cả mong mình đơn giản, sáng mỗi ngày em cài cho khuyên áo, ra trước hiên em rót một cốc trà xà vào lòng nhau ngắm dòng đời huyên náo. Hay là bờ cát và tiếng sóng dần vang, em có nghe thấy lớp nhỏ cười giòn tan. Em muốn ở đâu khuất sâu nơi địa đàng, hay là một căn nhà ở trên chốn đồi hoang. Vòng luân hồi làm người ta mệt mỏi, con rồi đời sống này khỏe hơn, làm người nội trợ cực nhọc đi ít nhiều. Vì anh muốn nuôi mèo nhà có cả trẻ con, mà đúng phải lẽ ra anh có trách nhiệm trưởng thành vươn cao cho gia đình dựa bóng. Dẫu sai lầm thì vẫn là kết quả của thời thanh niên mình chàng chờ nhựa sống. Cũng chẳng mơ tình đẹp như vườn hồng sẽ úa tàn vào vàng chẳng mấy lâu. Anh chỉ mong mình sẽ mãi trường tồn để nghìn đời vẫn muốn tìm thấy nhau. Dù buồn đau cũng chẳng thể giúp ta giải quyết gì.
kiếp. Em ơi xin hãy là những gì hiện hữu, em sẽ lại đến và rồi sẽ lại đi. Anh vẫn kể lại những câu chuyện cũ, rằng mình ngây thơ thế nào, ngu ngơ đến cười. Muốn mấy này đến người và người chồng, để tay bế và bồng đưa bé đồ lòng với chúng ta đối lại mặt trời hồng. Nếu với một nhà cảm mong mình đơn giản, sáng mỗi ngày em cài cho khuyên áo, ra trước hiên em rót một cốc trà xà vào lòng nhau ngắm dòng đời huyên náo. Hay là bờ cát và tiếng sóng dần mang, em có nghe thấy lớp nhỏ cười giòn tan. Em muốn ở đâu khuất sâu nơi địa đàng, hay là một căn nhà ở trên chốn đồi hoang. Vòng lưng hồi làm người ta mệt mỏi, có em rồi đời sống này khỏe hơn. Làm người nội trợ cực nhọc đi ít nhiều, vì anh muốn nuôi mèo nhà có cả trẻ con. Mà đúng phải lẽ ra anh có trách nhiệm trưởng thành vươn cao cho gia đình dựa bóng. Dẫu sai lầm thì vẫn là kết quả của thời thanh niên mình chàng chạy nhựa sống. Cũng chẳng mơ tình đẹp như vườn hồng sẽ úa tàn vào vàng chẳng mấy lâu. Anh chỉ mong mình sẽ mãi trường tồn, để nghìn đời vẫn muốn tìm thấy nhau. Thank you.
nếu mà có thể kỳ hạn lên mối tình yêu này được. Anh hy vọng là được 10.000 năm. Em phải làm như vậy vì anh rất đáng chết. Đã từng có một cuộc tình yêu chân thật phô bày trước mặt của anh. Anh không biết tôn trọng nó. Đến khi mất đi, anh đang đã quá muộn rồi. Sự đau khổ này trên thế gian không có gì hơn được nữa đâu. Nếu mà trời cho anh cơ hội lựa lại một lần nữa, thì anh sẽ nói với cô gái đó ba chữ này: anh yêu em. Sao không lạ ta có những lúc thường ngày, sao nay anh buồn vậy? Vì có những nỗi niềm lặng thầm. Thôi xin em đừng nặng tâm. Vậy coi như mình không thể sống chung, là sự chia ly của nhau trong đời người. Thì em yêu thương hay hay cứ vui, để mai đây em nhớ lại chờ cười. Mình sẽ bên nhau qua muôn kiếp sau, hay sẽ không biết nhau. Tiếng là sỏi đá thì cũng phải biết đâu, yêu thương làm gì anh không luyến tiếc đâu. Biết có không em mình sẽ lại tương phùng, tái ngộ bên trong hình hài khác. Gặp nhau nhưng mà chỉ kèm thấy lòng mơ hồ, mang máng như lời một bài hát. Có biết không em, từ những sai sót đó, anh chỉ mong em gặp được ai tốt số. Người sẽ rước em bằng những dải mây hồng, mà không phải thay lòng vì một ai chót nhớ. Hay phần trời ta phải cứ vâng lời, em sẽ chờ đến một kiếp luân hồi. Để mà tìm nhau tự nhiên như cảm hứng, đòi hòa vào nhau như một sự phản ứng. Hay lúc đó mình sẽ không nhận ra, vì từ đâu em ơi như phần mà. Anh sẽ cố nhớ em từng là ai đây, từ cử chỉ giọng nói từ chi tiết. Hay là sao trời mây trắng hoặc mùa thu, hoặc phiêu linh trong anh mỗi khi viết. Nếu là thánh thần anh biết mình toàn năng, người sẽ giới hạn cuộc tình này đến 10.000 năm. Người tình hơi sớm có mấy lúc biết phải chia ly, dù buồn đau cũng chẳng thể giúp ta giải quyết gì. Càng nhận nhau có từng nhịp thở, lấy đôi chân anh đi tìm gì ở cuối chân trời. Chờ đợi điều diệu kỳ để mình mang kiếp. Xác thịt này một lần được mang, thôi anh không hờn trách mà vì đời người vốn dĩ là hợp tan. Mình lỡ làng đến khi vàng kiếp, em ơi xin hãy là những gì hiện hữu. Em sẽ lại đến và rồi sẽ lại đi, anh vẫn kể lại những câu chuyện cũ. Rằng mình ngây thơ thế nào, ngu ngơ đến cười. Muốn mấy này đến người vợ người chồng, để tay bế và bồng đứa bé đồ lòng. Với chúng ta đối lại mặt trời hồng, nếu với một nhà cả mong mình đơn giản. Sáng mỗi ngày em cài cho khuyên áo, ra trước hiên em rót một cốc trà xà vào lòng nhau. Ngắm dòng đời huyên náo, hay là bờ cát và tiếng sóng dần vang. Em có nghe thấy lớp nhỏ cười giòn tan, em muốn ở đâu khuất sâu nơi địa đàng. Hay là một căn nhà ở trên chốn đồi hoang, vòng lưng hồi làm người ta mệt mỏi. Con rồi đời sống này khỏe hơn, làm người nội trợ cực nhọc đi ít nhiều. Vì anh muốn nuôi mèo nhà có cả trẻ con, mà đúng phải lẽ ra anh có trách nhiệm trưởng thành vươn cao cho gia đình dựa bóng. Dẫu sai lầm thì vẫn là kết quả của thời thanh niên mình chàng trẻ nhựa sống. Cũng chẳng mơ tình đẹp như vườn hồng, sẽ úa tàn vào vàng chẳng mấy lâu. Anh chỉ mong mình sẽ mãi trường tồn, để nghìn đời vẫn muốn tìm thấy nhau. Chung đời người, thì em yêu thương hay hay cứ vui, để mai đây em nhớ lại chờ cười.
lại tương phùng tái ngộ bên trong hình hài khác. Gặp nhau nhưng mà chỉ kèm thấy lòng mơ hồ mang máng như lời một bài hát. Có biết không em, từ những sai sót đó anh chỉ mong em gặp được ai tốt số. Người sẽ rước em bằng những dải mây hồng mà không phải thay lòng vì một ai chót nhớ. Hay phần trời ta phải cứ vâng lời, em sẽ chờ đến đến một kiếp luân hồi để mà tìm nhau tự nhiên như cảm hứng, đòi hòa vào nhau như một sự phản ứng. Hay lúc đó mình sẽ không nhận ra vì từ đâu em ơi như phần mà anh sẽ cố nhớ em từng là ai đây, từ cử chỉ giọng nói từ chi tiết, hay là sao trời mây trắng hoặc mùa thu hoặc phiêu linh trong anh mỗi khi viết. Nếu là thánh thần anh biết mình toàn năng, người sẽ giới hạn cuộc tình này đến 10.000 năm. Người tình hơn sao có mấy lúc biết phải chia ly, dù buồn đau cũng chẳng thể giúp ta giải quyết gì. Xin hãy là những gì hiện hữu, em sẽ lại đến và rồi sẽ lại đi. Anh vẫn kể lại những câu chuyện cũ, rằng mình ngây thơ thế nào, ngu ngơ đến cười. Muốn mấy này đến người và người chồng, để tay bế và bồng, đưa bé đồ lòng với chúng ta đối lại mặt trời hồng. Nếu với một nhà cảm mong mình đơn giản, sáng mỗi ngày em cài cho khuyên áo, ra trước hiên em rót một cốc trà xà vào lòng nhau, ngắm dòng đời huyên náo. Hay là bờ cát và tiếng sóng dần mang, em có nghe thấy lớp nhỏ cười giòn tan. Em muốn ở đâu khuất sâu nơi địa đàng, hay là một căn nhà ở trên chốn đồi hoang. Vòng lưng hồi làm người ta mệt mỏi, có em rồi đời sống này khỏe hơn. Làm người nội trợ cực nhọc đi ít nhiều, vì anh muốn nuôi mèo nhà có cả trẻ con mà đúng phải lẽ ra. Anh có trách nhiệm trưởng thành vươn cao cho gia đình dựa bóng, dẫu sai lầm thì vẫn là kết quả của thời thanh niên mình chàng trời nhựa sống. Cũng chẳng mơ tình đẹp như vườn hồng sẽ úa tàn vào vàng chẳng mấy lâu. Anh chỉ mong mình sẽ mãi trường tồn, để nghìn đời vẫn muốn tìm thấy nhau. Giúp ta giải quyết gì, càng nhận nhau quá thật.
xác thịt này một lần được mang. Thôi anh không hờn trách mà vì đời người vốn dĩ là hợp tan. Mình lỡ làng đến khi vàng kiếp, em ơi xin hãy là những gì hiện hữu. Em sẽ lại đến và rồi sẽ lại đi. Anh vẫn kể lại những câu chuyện cũ, rằng mình ngây thơ thế nào, ngu ngơ đến cười. Muốn mấy này đến người vợ người chồng, để tay bế và bồng đưa bé đồ lòng với chúng ta đối lại mặt trời hồng. Nếu với một nhà cả mong mình đơn giản, sáng mỗi ngày em cài cho khuyên áo, ra trước hiên em rót một cốc trà xà vào lòng nhau ngắm dòng đời huyên náo. Hay là bờ cát và tiếng sóng dần mang, em có nghe thấy lớp nhỏ cười giòn tan. Em muốn ở đâu khuất sâu nơi địa đàng, hay là một căn nhà ở trên chốn đồi hoang. Vòng lưng hồi làm người ta mệt mỏi, con rồi đời sống này khỏe hơn. Làm người nội trợ cực nhọc đi ít nhiều, vì anh muốn nuôi mèo nhà có cả trẻ con. Mà đúng phải lẽ ra anh có trách nhiệm trưởng thành vươn cao cho gia đình dựa bóng. Dẫu sai lầm thì vẫn là kết quả của thời thanh niên mình chàng trẻ nhựa sống. Cũng chẳng mơ tình đẹp như vườn hồng sẽ úa tàn vào vàng chẳng mấy lâu. Anh chỉ mong mình sẽ mãi trường tồn, để nghìn đời vẫn muốn tìm thấy nhau. Chẳng mấy lâu, anh chỉ mong mình sẽ mãi trường tồn, để nghìn đời vẫn muốn tìm thấy nhau.
nếu mà có thể kỳ hạn lên mối tình yêu này được. Anh hy vọng là được 10.000 năm. Em phải làm như vậy vì anh rất đáng chết. Đã từng có một cuộc tình yêu chân thật phô bày trước mặt của anh. Anh không biết tôn trọng nó. Đến khi mất đi, anh đang đã quá muộn rồi. Sự đau khổ này trên thế gian không có gì hơn được nữa đâu. Nếu mà trời cho anh cơ hội nữa lại một lần nữa, thì anh sẽ nói với cô gái đó ba chữ này: anh yêu em. Sao không là ta có những lúc thường ngày, sao hôm nay anh buồn vậy? Vì có những nỗi niềm lặng thầm. Thôi xin em đừng nặng tâm. Vậy coi như mình không thể sống chung, là sự chia ly của nhau trong đời người. Thì em yêu thương hay hay cứ vui, để mai đây em nhớ lại chờ cười. Mình sẽ bên nhau qua muôn kiếp sau, hay sẽ không biết nhau. Tiếng là sỏi đá thì cũng phải biết đâu. Yêu thương làm gì anh không luyến tiếc đâu. Biết có không em mình sẽ lại tương phùng tái ngộ bên trong hình hài khác. Gặp nhau nhưng mà chỉ cảm thấy lòng mơ hồ mang máng như lời một bài hát. Có biết không em từ những sai sót đó, anh chỉ mong em gặp được ai tốt số. Người sẽ rước em bằng những dải mây hồng, mà không phải thay lòng vì một ai chót nhớ. Hay phần trời ta phải cứ vâng lời, em sẽ chờ đến đến một kiếp luân hồi. Để mà tìm nhau tự nhiên như cảm hứng, đòi hòa vào nhau như một sự phản ứng. Hay lúc đó mình sẽ không nhận ra, vì từ đâu em ơi như phần mà. Anh sẽ cố nhớ em từng là ai đây, từ cử chỉ giọng nói từ chi tiết. Hay là sao trời mây trắng hoặc mùa thu, hoặc phiêu linh trong anh mỗi khi viết. Nếu là thánh thần anh biết mình toàn năng, người sẽ giới hạn cuộc tình này đến 10.000 năm. Người tình hơn sao có mấy lúc biết phải chia ly, dù buồn đau cũng chẳng thể giúp ta giải quyết gì. Càng nhận nhau có từng nhịp thở, lê đôi chân anh đi tìm gì ở cuối chân trời, chờ đợi điều diệu kỳ để mình mặn kiếp luôn. Xác thịt này một lần được mang, thôi anh không hờn trách mà vì đời người vốn dĩ là hợp tan. Mình lỡ làng đến khi vàng kiếp, em ơi xin hãy là những gì hiện hữu. Em sẽ lại đến và rồi sẽ lại đi, anh vẫn kể lại những câu chuyện cũ. Rằng mình ngây thơ thế nào, ngu ngơ đến cười, muốn mấy này đến người và người chồng. Để tay bế và bồng đưa bé đồ lòng với chúng ta đối lại mặt trời hồng. Nếu với một nhà cảm mong mình đơn giản, sáng mỗi ngày em cài cho khuyên áo, ra trước hiên em rót một cốc trà xà vào lòng nhau ngắm dòng đời huyên náo. Hay là bờ cát và tiếng sóng dần mang, em có nghe thấy lớp nhỏ cười giòn tan. Em muốn ở đâu khuất sâu nơi địa đàng, hay là một căn nhà ở trên chốn đồi hoang. Vòng luân hồi làm người ta mệt mỏi, có ăn rồi đời sống này khỏe hơn. Làm người nội trợ cực nhọc đi ít nhiều, vì anh muốn nuôi mèo nhà có cả trẻ con. Mà đúng phải lẽ ra ai có trách nhiệm trưởng thành vươn cao cho gia đình dựa bóng. Dẫu sai lầm thì vẫn là kết quả của thời thanh niên mình chàng trời nhựa sống. Cũng chẳng mơ tình đẹp như vườn hồng sẽ úa tàn vào vàng chẳng mấy lâu. Anh chỉ mong mình sẽ mãi trường tồn, để nghìn đời vẫn muốn tìm thấy nhau. Sự chia ly của nhau trong đời người, thì em yêu thương hay hay cứ vui, để mai đây em nhớ lại chờ cười.
mình sẽ bên nhau và muốn kiếp sau, hay sẽ không biết nhau. Tiếng là sỏi đá thì cũng phải biết đâu, yêu thương làm gì anh không luyến tiếc đâu. Biết có không em mình sẽ lại tương phùng tái ngộ bên trong hình hài khác. Gặp nhau nhưng mà chỉ kèm thấy lòng mơ hồ mang máng như lời một bài hát. Có biết không em từ những sai sót đó, anh chỉ mong em gặp được ai tốt số. Người sẽ rước em bằng những dải mây hồng mà không phải thay lòng vì một ai chót nhớ. Hay phần trời ta phải cứ vâng lời, em sẽ chờ đến đến một kiếp luân hồi để mà tìm nhau tự nhiên như cảm hứng, đòi hòa vào nhau như một sự phản ứng. Hay lúc đó mình sẽ không nhận ra vì từ đâu em ơi như phần mà. Anh sẽ cố nhớ em từng là ai đây, từ cử chỉ giọng nói từ chi tiết, hay là sao trời mây trắng hoặc mùa thu, hoặc phiêu linh trong anh mỗi khi viết. Nếu là thánh thần anh biết mình toàn năng, người sẽ giới hạn cuộc tình này đến 10.000 năm. Người tình hơn sao có mấy lúc biết phải chia ly, dù buồn đau cũng chẳng thể giúp ta giải quyết gì. Xác thịt này một lần được mang, thôi anh không hờn trách mà vì đời người vốn dĩ là hợp tan. Mình lỡ làng đến khi vàng kiếp, em ơi xin hãy là những gì hiện hữu. Em sẽ lại đến và rồi sẽ lại đi, anh vẫn kể lại những câu chuyện cũ, rằng mình ngây thơ thế nào, ngu ngơ đến cười muốn mấy này đến người và người chồng. Để tay bế và bồng đứa bé đồ lòng với chúng ta đối lại mặt trời hồng. Nếu với một nhà cả mong mình đơn giản, sáng mỗi ngày em cài cho khuyên áo, ra trước hiên em rót một cốc trà xà vào lòng nhau ngắm dòng đời huyên náo. Hay là bờ cát và tiếng sóng dần mang, em có nghe thấy lớp nhỏ cười giòn tan. Em muốn ở đâu khuất sâu nơi địa đàng, hay là một căn nhà ở trên chốn đồi hoang. Vòng luân hồi làm người ta mệt mỏi, con rồi đời sống này khỏe hơn, làm người nội trợ cực nhọc đi ít nhiều. Vì anh muốn nuôi mèo nhà có cả trẻ con, mà đúng phải lẽ ra anh có trách nhiệm trưởng thành vươn cao cho gia đình dựa bóng. Dẫu sai lầm thì vẫn là kết quả của thời thanh niên mình chàng trẻ nhựa sống. Cũng chẳng mơ tình đẹp như vườn hồng sẽ úa tàn vào vàng chẳng mấy lâu. Anh chỉ mong mình sẽ mãi trường tồn để nghìn đời vẫn muốn tìm thấy nhau. Giúp ta giải quyết gì, càng nhận nhau có tâm nhiệt thơ.
với tiềm thức. Xác thịt này một lần được mang, thôi anh không hợp trách mà vì đời người vốn dĩ là hợp tan. Mình lỡ làng đến khi vàng kiếp, em ơi xin hãy là những gì hiện hữu. Em sẽ lại đến và rồi sẽ lại đi, anh vẫn kể lại những câu chuyện cũ. Rằng mình ngây thơ thế nào, ngu ngơ đến cười. Muốn mấy này đến người vợ người chồng, để tay bế và bồng đứa bé đồ lòng. Và chúng ta đối lại mặt trời hồng. Nếu với một nhà cả mong mình đơn giản, sáng mỗi ngày em cài cho khuyên áo. Ra trước hiên em rót một cốc trà xà vào lòng nhau, ngắm dòng đời huyên náo. Hay là bờ cát và tiếng sóng dần mang, em có nghe thấy lớp nhỏ cười giòn tan. Em muốn ở đâu khuất sâu nơi địa đàng, hay là một căn nhà ở trên chốn đồi hoang. Vòng lưng hồi làm người ta mệt mỏi, có em rồi đời sống này khỏe hơn. Làm người nội trợ cực nhọc đi ít nhiều, vì anh muốn nuôi mèo nhà có cả trẻ con. Mà đúng phải lẽ ra anh có trách nhiệm trưởng thành vươn cao cho gia đình dựa bóng. Dẫu sai lầm thì vẫn là kết quả của thời thanh niên mình chàng chờ nhựa sống. Cũng chẳng mơ tình đẹp như vườn hồng sẽ úa tàn vào vàng chẳng mấy lâu. Anh chỉ mong mình sẽ mãi trường tồn để nghìn đời vẫn muốn tìm thấy nhau. Sẽ úa tàn vào vàng chẳng mấy lâu. Anh chỉ mong mình sẽ mãi trường tồn để nghìn đời vẫn muốn tìm thấy nhau.
anh hy vọng là được 10.000 năm. Em phải làm như vậy vì anh rất đáng chết. Đã từng có một cuộc tình yêu chân thật phô bày trước mặt của anh không biết tôn trọng nó. Đến khi mất đi, anh đang đã quá muộn rồi. Sự đau khổ này trên thế gian không có gì hơn được nữa đâu. Nếu mà trời cho anh cơ hội lựa lại một lần nữa, thì anh sẽ nói với cô gái đó ba chữ này: anh yêu em. Sao không là ta có những lúc thường ngày, sao anh đang buồn vậy? Vì có những nỗi niềm lặng thầm. Thôi xin em đừng nặng tâm. Vậy coi như mình không thể sống chung, là sự chia ly của nhau trong đời người. Thì em yêu thương hay hay cứ vui, để mai đây em nhớ lại chờ cười. Mình sẽ bên nhau và muốn kiếp sau, hay sẽ không biết nhau. Tiếng là sỏi đá thì cũng phải biết đâu. Yêu thương làm gì anh không luyến tiếc đâu. Biết có không em mình sẽ lại tương phùng, tái ngộ bên trong hình hài khác. Gặp nhau nhưng mà chỉ kèm thấy lòng mơ hồ, mang máng như lời một bài hát. Có biết không em từ những sai sót đó, anh chỉ mong em gặp được ai tốt số. Người sẽ rước em bằng những dải mây hồng, mà không phải thay lòng vì một ai chót nhớ. Hay phần trời ta phải cứ vâng lời, em sẽ chờ đến một kiếp luân hồi. Để mà tìm nhau tự nhiên như cảm hứng, đòi hòa vào nhau như một sự phản ứng. Hay lúc đó mình sẽ không nhận ra, vì từ đâu em ơi như phần mà. Anh sẽ cố nhớ em từng là ai đây, từ cử chỉ giọng nói từ chi tiết. Hay là sao trời mây trắng hoặc mùa thu, hoặc phiêu linh trong anh mỗi khi viết. Nếu là thánh thần anh biết mình toàn năng, người sẽ giới hạn cuộc tình này đến 10.000 năm. Người tình hơn sao có mấy lúc biết phải chia ly. Dù buồn đau cũng chẳng thể giúp ta giải quyết gì. Càng nhận nhau quá thân nhiệm thơ. Lê đôi chân anh đi tìm gì ở cuối chân trời. Chờ đợi điều diệu kỳ để mình mang kiếp luân. Xác thịt này một lần được mang. Thôi anh không hợp trách mà vì đời người vốn dĩ là hợp tan. Mình lỡ làng đến khi vàng kiếp. Em ơi xin hãy là những gì hiện hữu. Em sẽ lại đến và rồi sẽ lại đi. Anh vẫn kể lại những câu chuyện cũ, rằng mình ngây thơ thế nào, ngu ngơ đến cười. Muốn mấy này đến người và người chồng, để tay bế vào bồng, đưa bé đồ lòng với chúng ta đối lại mặt trời hồng. Nếu với một nhà cả mong mình đơn giản, sáng mỗi ngày em cài cho khuyên áo, ra trước hiên em rót một cốc trà xà vào lòng nhau ngắm dòng đời huyên náo. Hay là bờ cát và tiếng sóng dần mang, em có nghe thấy lớp nhỏ cười giòn tan. Em muốn ở đâu khuất sâu nơi địa đàng, hay là một căn nhà ở trên chốn đồi hoang. Vòng lưng hồi làm người ta mệt mỏi, con rồi đời sống này khỏe hơn. Làm người nội trợ cực nhọc đi ít nhiều, vì anh muốn nuôi mèo nhà có cả trẻ con. Mà đúng phải lẽ ra anh có trách nhiệm trưởng thành vươn cao cho gia đình dựa bóng. Dẫu sai lầm thì vẫn là kết quả của thời thanh niên mình chàng trẻ nhựa sống. Cũng chẳng mơ tình đẹp như vườn hồng sẽ úa tàn vào vàng chẳng mấy lâu. Anh chỉ mong mình sẽ mãi trường tồn, để nghìn đời vẫn muốn tìm thấy nhau. Em phải làm như vậy vì anh rất đáng chết. Đã từng có một cuộc tình yêu chân thật phô bày trước mặt của anh không biết tôn trọng nó. Đến khi mất đi, anh đang đã quá muộn rồi. Sự đau khổ này trên thế gian không có gì hơn được nữa đâu. Nếu mà trời cho anh cơ hội lựa lại một lần nữa, thì anh sẽ nói với cô gái đó ba chữ này: anh yêu em. Sao không là ta có những lúc thường ngày, sao anh đang buồn vậy? Vì có những nỗi niềm lặng thầm. Thôi xin em đừng nặng tâm. Vậy coi như mình không thể sống chung, là sự chia ly của nhau trong đời người. Thì em yêu thương hay hay cứ vui, để mai đây em nhớ lại chờ cười. Mình sẽ bên nhau và muốn kiếp sau, hay sẽ không biết nhau.
là sỏi đá thì cũng phải biết đâu. Yêu thương làm gì anh không luyến tiếc đâu. Biết có không em mình sẽ lại tương phùng tái ngộ bên trong hình hài khác. Gặp nhau nhưng mà chỉ kèm thấy lòng mơ hồ mang máng như lời một bài hát. Có biết không em từ những sai sót đó, anh chỉ mong em gặp được ai tốt số. Người sẽ rước em bằng những dải mây hồng mà không phải thay lòng vì một ai chót nhớ. Hay phần trời ta phải cứ vâng lời, em sẽ chờ đến một kiếp luân hồi để mà tìm nhau tự nhiên như cảm hứng. Đòi hòa vào nhau như một sự phản ứng, hay lúc đó mình sẽ không nhận ra vì từ đâu em ơi như phần mà. Anh sẽ cố nhớ em từng là ai đây, từ cử chỉ giọng nói từ chi tiết, hay là sao trời mây trắng hoặc mùa thu, hoặc phiêu linh trong anh mỗi khi viết. Nếu là thánh thần anh biết mình toàn năng, người sẽ giới hạn cuộc tình này đến 10.000 năm. Người tình hơi sớm có mấy lúc biết phải chia ly, dù buồn đau cũng chẳng thể giúp ta giải quyết gì. Xin hãy là những gì hiện hữu, em sẽ lại đến và rồi sẽ lại đây. Anh vẫn kể lại những câu chuyện cũ, rằng mình ngây thơ thế nào, ngu ngơ đến cười. Muốn mấy này đến người vợ người chồng, để tay bế và bồng đứa bé đồ lòng với chúng ta đối lại mặt trời hồng. Nếu với một nhà cả mong mình đơn giản, sáng mỗi ngày em cài cho khuyên áo, ra trước hiên em rót một cốc trà xà vào lòng nhau ngắm dòng đời huyên náo. Hay là bờ cát và tiếng sóng dần vang, em có nghe thấy lớp nhỏ cười giòn tan. Em muốn ở đâu khuất sâu nơi địa đàng, hay là một căn nhà ở trên chốn đồi hoang. Vòng luân hồi làm người ta mệt mỏi, con rồi đời sống này khỏe hơn. Làm người nội trợ cực nhọc đi ít nhiều, vì anh muốn nuôi mèo nhà có cả trẻ con mà đúng phải lẽ ra. Anh có trách nhiệm trưởng thành vươn cao cho gia đình dựa bóng. Dẫu sai lầm thì vẫn là kết quả của thời thanh niên mình chàng trẻ nhựa sống. Cũng chẳng mơ tình đẹp như vườn hồng sẽ úa tàn vào vàng chẳng mấy lâu. Anh chỉ mong mình sẽ mãi trường tồn để nghìn đời vẫn muốn tìm thấy nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xác thịt này một lần được mang, thôi anh không hợp trách mà vì đời người vốn dĩ là hợp tan, mình lỡ làng đến khi vàng kiếp, em ơi xin hãy là nhận gì hiện hữu, em sẽ lại đến và rồi sẽ lại đi, anh vẫn kể lại những câu chuyện cũ, rằng mình ngây thơ thế nào, ngu ngơ đến cười, muốn mấy này đến người và người chồng, để tay bế và bồng, đưa bé đồ lòng với chúng ta đối lại mặt trời hồng, nếu với một nhà cảm mong mình đơn giản, sáng mỗi ngày em cài cho khuyên áo, ra trước hiên em rót một cốc trà xà vào lòng nhau ngắm dòng đời huyên náo, hay là bờ cát và tiếng sóng dần mang, em có nghe thấy lớp nhỏ cười giòn tan, em muốn ở đâu khuất sâu nơi địa đàng, hay là một căn nhà ở trên chốn đồi hoang, vòng lưng hồi làm người ta mệt mỏi, có em rồi đời sống này khỏe hơn, làm người nội trợ cực nhọc đi ít nhiều, vì anh muốn nuôi mèo nhà có cả trẻ con mà đúng phải lẽ ra, anh có trách nhiệm trưởng thành vươn cao cho gia đình dựa bóng, dẫu sai lầm thì vẫn là kết quả của thời thanh niên mình chàng trời nhựa sống, cũng chẳng mơ tình đẹp như vườn hồng sẽ úa tàn vào vàng chẳng mấy lâu, anh chỉ mong mình sẽ mãi trường tồn để nghìn đời vẫn muốn tìm thấy nhau. Người tình hơn sớm có mấy lúc biết phải chia ly.